Xin chào hai các bạn, hôm nay em sẽ trình bày mô phỏng cái bài kiểm tra nghĩa kỳ. Thì yêu cầu đề bài như sau. Thì mình có mô đun 32 lít đơn, thì đây nó tượng trưng như là 32 lít đơn của mình. Những cái số 1 là lít sáng, còn chữ 0 là lít tắt. Thì mới đầu vô thì 8 lít đầu tiên nó sẽ tắt, là cái bài của mình nó có 3 nút nhấn, nút nhấn left, nút nhấn right và nút nhấn start. Thì khi mà bấm ở cái nút nhấn left đó thì nó sẽ dịch một led qua bên đây. Thì nó dịch như thế nào, cái hàng led 8 led của mình thì nó vẫn giữ nguyên, và nó dịch dịch cho đến khi nào mà cái 8 led này của mình đã sát cạnh bên đây. Đó, thì khi bạn ấn led thì nó không sẽ dịch, nó có không dịch được nữa. Tương tự thì khi mà nhấn nút right thì 32 led mình nó sẽ dịch qua bên phải, và 8 led này cũng sẽ chạy từ 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 qua bên phải, chưa là đụng cái cạnh này nữa thì sẽ không dịch được tiếp nữa. Và khi nhấn nút nhấn star thì 8 cái led này của mình nó sẽ sáng dần từ phải sang trái rồi nó tắt hết. Vậy thì ý tưởng của bài toán như vậy thì mình sẽ xây dựng nó. Đây là cái mặt phần cứng. Mặt phần cứng thì cũng không thay đổi gì nhiều, nó giống như những cái bài trước thôi. Nó có thêm 3 nút nhấn left, right và start. Vẫn là điều khiển bit 18F450, 2 sẽ chốt và module 4 led các bạn. À không, 4 module 4 IC74HC595 để mở rộng vọt và led đơn. Ở đây mình có viết sẵn một cái chương trình cho nó. Rồi sau đây mình sẽ giải thích những cái dòng code này. Đầu tiên là add thư viện cho nó. Thì ở đây mình vẫn sử dụng cái thư viện chuẩn là thư viện bitkit2ship1. Mình có định nghĩa lại cái nút nhấn left và nút nhấn right, nút nhấn star ở trong thư viện. Đây, mình có định nghĩa lại. Nút left thì ở BT0, BT0 thì ở pin B5. Tương tự nút right thì BT1 ở pin B4. Nút star thì BT2 ở pin B3. Nói theo phần cứng theo thư viện luôn. Left rồi B5, right RB4, mình start ở RB3. Rồi trong chương trình chính của mình thì mình định nghĩa ba cái biến. Một là cái biến trạng thái, là biến trạng thái y, biến z và biến k là hai biến tạm. Biến tạm sử dụng như thế nào thì chút xíu mình sẽ nói sau. Và một cái biến y là biến chạy. Thì chương trình nút nhấn của mình chỉ có 3 chương trình thôi, là button left, button right và button start. Rồi giờ mình nói cái hàm button left trước. Thì vẫn như cái bài cũ thì mình vẫn viết chống dội cho nó. Đây hit input led bằng 0, như mình nhấn nút nó sẽ delay khoảng 20 mili giây để nó kiểm tra xem là còn nhấn hay không, nó kiểm tra tiếp. Khi mà đã thực thi nút nhấn rồi thì nó hỏi sẽ nó, nếu mà biến trạng thái y này nó bằng, nó không phải là không x không không f này, thì tại sao nó lại dòng như thế này, là như mẹ mình nói
Khi mà nhấn nút nhấn left thì cái trạng thái của left nó sẽ dịch qua bên đây, dịch qua bên trái. Thì khi nào nó sẽ dịch được? Khi mà những cái tán led này nó sẽ tắt hết, nó nằm phía ngoài cùng của bên trái thì nó sẽ dịch được. Và khi mà nó nằm sát cái cạnh ngoài cùng này rồi nó sẽ không dịch được nữa. Thì cái hàm if này nó giải thích cái điều đó là nếu mà biến dịch hai y đây, hai giá trị này nó bằng không và tám cái led đó nó nằm sát cạnh bên trái thì nó không dịch được tiếp. Khi mà nó không phải như thế thì nó vẫn dịch được. Thì biến trạng thái y nó sẽ dịch một 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 và nó cộng một giá trị, sau đó nó xuất ba hai vector. Và đây là chào vô phí. Thì cái hàm left chỉ như vậy thôi, tương tự cái hàm button right cũng là chống dọi, kiểm tra nút nhấn delay, kiểm tra thêm một lần nữa và khi nào thì nó sẽ dịch trái được, nó quên dịch phải được. Nó dịch phải được khi nào? Khi mà ba cái led này nè, nó không phải là nằm sát cạnh bên đây, bên phải. Nếu mà khi nào nó nằm sát cạnh bên phải rồi thì nó sẽ không dịch được nữa. Thì cái điều kiện đó nó viết cho cái hàm if này. Đây. Khi đó cái biến y biến trạng thái mình sẽ dịch một và nó cộng cho giá trị này và sáng dịch dịch qua bên đây, dịch qua bên phải. Tương tự là xuất ba lít đông một b một biến trạng thái y và chờ vô phím. Hàm hàm có từng vai nó cũng tương tự hàm có từng lát thôi, nhưng nó dịch sang bên bên phải. Bây giờ thì tới cái hàm button start. Thì ở đây nó có dùng một cái biến trạng thái y, z và k. Y và k nó dùng như thế nào? Thì mới vô mình cũng kiểm tra nút nhấn có bấm hay không. Delay 20 giây. Kiểm tra thêm một lần nữa. Lúc đó thì nó lấy cái biến trạng thái z. Z này nó ghé nó bằng x nó bằng y, thì cái biến trạng thái y ban đầu ví dụ như nó là trạng thái này thì mình lấy cái z nó chính bằng y, mình tạo cái vòng lặp for là sáng giờ 8 led, mình lấy cái chính cái biến z này nè, mình dịch nó và mình giao nó với biến y và đặt nó là k. Sau đó mình xuất k nó ra thì cái biến trạng thái k nó là nó phụ trách cái phần 8 led này. Cái biến y này nó sẽ nhớ cái trạng thái ban đầu. Trạng thái ban đầu là trạng thái này. Trạng thái mà nó chưa có sáng dần, chưa sáng dần 8 led. Rồi, nó xuất ba led đơn ra của trạng thái k. Delay trong mili giây là sáng dần 1 led. Nó sáng tới khi nào mà đủ 8 led á thì mình cần nó tắt hết. Nó tắt hết thì mình lại lấy cái trạng thái y ban đầu của nó. Trạng thái y ban đầu là trạng thái này thì mình xuất nó ra thì nó làm cho 8 led có tắt hết, là trạng thái là lúc bốn cái biến ban đầu này của nó là không thì nó sẽ tắt hết. Rồi. Như vậy là mình đã xong ba cái hàm mà nút nhấn dịch phải, nó khiến dịch trái, dịch phải và nó khiến star nhìn vô chương trình chính. Nhưng ngược lại thì mình vẫn setup bọt IC chốt của nó và mình lấy cái biến y này nó bằng giá trị này để khi mà bắt đầu thì 8 cái đầu tiên của nó sẽ tắt hết và xuất ra thì vòng lặp true kiểm tra ba nút nhấn có nhấn hay không.
Rồi, phần code của mình đã xong, giờ mình tiến hành đạp chương trình nó. Đưa chương trình. Rồi mình thấy là 8 nét đầu tiên từ 0 đến 7 là nó tắt hết. Rồi giờ mình tiến hành ấn nút nhấn led là nó sẽ dịch trái. Đó, dịch từng led một. Và 8 cái led này nó vẫn giữ nguyên, nó chạy theo. Nó dịch được tới khi mà nó đây. Dịch tới khi là nó xét cái xét cạnh bên này, xét cạnh bên trái luôn, còn nó không dịch được nữa. Từ khi mình ấn nút Star thì nó sẽ sáng dần 8 led đó lên. Đó, nó tắt hết. Ở đây mình dùng cái biến, mình dùng cái hàm Star này là chính từ những cái biến biến Y luôn, rồi biến trạng thái Y luôn. Mình dùng hai biến phụ nữa, cho nên mình có thể sáng dần bất cứ thời điểm nào. Giờ mình dịch nó qua thằng máy hết rồi, nó vẫn sáng dần được, sáng dần tắt hết, sáng dần tắt hết. Rồi giờ mình dịch nó sang, dịch nó vô giữa đi, vô giữa bấm start. Mình bình thường vẫn sáng dần rồi tắt hết 8 mét. Mình dịch nó sang sát cạnh bên phải. Ok, start. Sáng giờ này tắt hết. Tắt. Tiếp nối nhập nhé. Start. Ok. Thì bài mô phỏng của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi.